sao? Không nghe gì. Cầm tắt đi rồi tắt lại đi. Để đi. Cùng đón xem nha, đây là thác suối của núi rừng Tây Nguyên. Các bạn ở xa, các bạn chưa bao giờ thấy thác. Đây là cái mình đang đứng trực tiếp tại thác mình quay đây. Và cả nhà mình cùng rửa mặt. Rửa mặt. Rửa mặt đi các con, rửa mặt đi. Các con thích không? Có, mát lắm mẹ ơi. Còn đây là bầu rừng núi đây ha, chỉ có gia đình nhà mình thôi, cảnh rất là đẹp. Mẹ cho là chiến lược của con cá. Con có nói gì với mọi người không? Có nói gì với các bạn không? Con muốn nói. À, mình đi. Hôm nay mình được sinh tồn, lần đầu tiên mình được đi, mình rất vui. Mình ước gì lớn lên mình cũng có thể đi một cái chỗ vui hơn. Và mình cũng thích, rất thích tham quan những điều bất ngờ với mình. Mình rất vui và mình cũng rất thích con cá. Ê, xin mời gì? Mình ăn cái đó gì không con? Đó. Mình ăn đi. Hôm nay con rất là vui khi được ba mẹ dẫn tới một chỗ xa xôi nhưng mà rất là đẹp. Khung cảnh ở đây rất là một khung cảnh thiên nhiên, khí hậu rất là thoáng mát. Và nhất là có dòng suối chảy rất là êm tai. Bầu trời rất là xanh mát và con cũng ước gì lớn lên con được đi những chỗ như thế này, nhưng mà chỉ có một mình gia đình mình đi thôi, bởi vì hôm nay y chang như là mình đi sinh tồn vậy á. Con cũng thích đi những chỗ được sinh tồn như vậy. Đây các bạn nhé, hãy trải nghiệm cùng với gia đình. Nghe tiếng suối, nghe tiếng chim, nghe tiếng rừng núi. Đây là rừng núi rất là thích các bạn ạ. Rồi, xin chào và hẹn gặp các bạn vào những video lần sau nhé. Đây là những món ăn của gia đình thôi, chỉ đem đơn giản như vậy thôi. Rồi, bây giờ là ăn trái cây ở trong rừng. Trong rừng có trái cây gì ăn đó không?